Lily và Jane đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Nhưng hàng dài người này đến từ đâu chứ? Không ai cảnh báo chúng mình trước cả. Không được rồi, về nhà thôi bạn yêu. Giờ chúng mình có nên quên đi giấc mơ của mình không? Không thể nào Jane à. Chúng mình sẽ tạo ra công viên giải trí cho riêng mình. Tất cả thứ chúng mình cần là rất nhiều bìa cứng. Bắt đầu nào. Bắt đầu với màu sáng nha. Hãy sơn căn phòng bằng bìa cứng nhàm chán này nè. Chúng mình sẽ có mái lều và rất nhiều vòng hoa và vòng đu quay khổng lồ. Bạn có thích nó không, Lily? Bạn là nghệ sĩ tuyệt vời, Jane. Lily cũng có mọi thứ cô nàng cần. Chúng mình đã làm được, bạn yêu à. Đây không còn là căn phòng cũ nữa, mà là công viên giải trí. Có chú hề ẩn nấp xung quanh mọi ngóc ngách nè. Và tất cả các ghế trên đu quay đều hết chỗ. Ai muốn đi tàu lượn nhỉ? Nhưng niềm vui chỉ mới bắt đầu thôi. Các bạn đã có máy gấp đồ chơi ở đây. Và bạn đã biết nó được làm bằng bìa cứng. Trông tuyệt quá. Nhưng đã quên điều gì đó. Làm sao để lấy đồ chơi ra nhỉ? Lily nghĩ ra mọi thứ. Đặt móc cẩu vào đây và bắt đầu trò chơi nào. Làm rất tốt. Và đây là món đồ chơi. Hãy gắn chúng vào đáy hộp nha. Và các bước hoàn thiện. Hãy cài đặt nút. Nó phải trông giống như thật. Bạn muốn chơi không nào? Vậy trả tiền đi nha. Máy gấp đồ chơi nhận tiền xu. Nếu bạn không có xu thật, hãy dùng cái bằng bìa cứng này nè. Điểm dừng tiếp theo tại công viên giải trí tại nhà là đập chuông. Các cô gái đã có một hộp cát tông lớn. Các lỗ tròn lớn phía trên. Trò chơi sẽ bắt đầu đây. Đừng quên cái búa nha. Nó cũng được làm bằng bìa cứng nữa. Nếu ai đó muốn chơi bóng thì sao nhỉ? Chắc chắn rồi. Jane, dịch ra nào. Chúng mình có tất cả mọi thứ trong công viên giải trí bằng bìa cứng này. Mọi thứ đều hoạt động tuyệt vời. Nhưng hãy trang trí chiếc máy này nha. Có thể dùng bút đánh dấu nè. Và giờ là thứ quan trọng nhất. Bông bìa cứng nè. Chỉ cần dán nó vào tường, thêm cái lưới và xong rồi. Khách tham quan sẽ thích đây. Hãy thử trò chơi mới nào. Bingo! 3 điểm. Chúng mình chỉ thuê nhân viên bằng bìa cứng để làm việc ở đây. Cô gái tốt bụng này sẽ bán đồ ăn vặt. Và xe đẩy của cô nàng sẽ rất được chú ý. Vậy, bắt đầu với phong cách trang trí ngọt ngào. Sử dụng nhiều sơn và nhãn dán. Kẹo mút hay kem nhỉ? Chọn đi nào. Ăn bất cứ thứ gì bạn muốn đi. Chúng mình nên nghỉ làm một chút. Lily rất thích đua xe. Ô tô. Ý tưởng tuyệt vời nha. Hãy tạo đường đua trong công viên nào. Lily, mình nghĩ vài thứ này nè. Cùng làm với mình đi. Vậy chúng mình sẽ có một chiếc tivi. Chỉ cần làm một chiếc xe hơi. Công cụ duy nhất là bìa cứng và kéo. Cắt nó ra. Và tô nó lại. Thật tuyệt phải không nào? Và giờ hãy gắn các bộ phận này vào chiếc ghế văn phòng nha. Dùng băng dính hai mặt nè. Chiếc xe hoạt động tuyệt vời. Và bạn cần tivi để tạo các hiệu ứng đặc biệt. Tiếng nước tung tóe, bụi bẩn và gió. Giờ sẽ giống trường đua thật sự nè. Có rất nhiều điều thú vị để làm ở đây. Hãy tận dụng sân sau nữa nha. Cái gì thế này Jane? Chúng mình có thể dùng cái này. Hãy làm vài hộp cát tông nha. Trang trí chúng trông như bức tường gạch. Và xây dựng pháo đài. Sẵn sàng chơi Angry Birds chưa? Để đánh chim hoàn toàn. Và hãy làm khẩu súng cao su từ ống bìa cứng và sợi dây thun nè. Buộc nó để nó bắn được nha. Và giờ chúng mình hãy kiểm tra khoảng cách. Sẵn sàng, nhắm, bắn. Công viên giải trí nhất định phải có bể bơi. Đồ nặng đó, hãy đặt nó ở đây nè. Jane, chúng mình sẽ lấp đầy hồ bơi bằng gì đây? Không phải nước, mình có ý này. Nhìn nè, hãy dùng khăn giấy đi. Mẹo là dùng giấy nha. Bắt đầu. Cứ lấp đầy như bạn muốn. Hãy thật mềm khi rơi xuống. Hồ bơi đã đầy. Lắp cầu trượt nào. Làm nó từ vài thanh gỗ và khăn dầu thật dày nha. Và chúng mình sẽ lặn xuống hồ bơi từ cửa sổ này.
Không có công viên giải trí nào có thứ gì như này đâu. Sắp xong rồi. Chỉ đặt các mặt bìa cứng và làm sáng cầu trường. Ai là người giỏi nhất trong lĩnh vực xây dựng hả? Tất nhiên là chúng mình rồi. Họ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chỗ này, nhưng rất đáng mà. Đúng là công viên giải trí tuyệt vời. Nhưng mà không có khách thì chán lắm. Vậy chúng mình sẽ tổ chức bữa tiệc cuối năm. Hãy gọi cho các người bạn tốt nhất của chúng mình đi. Ai lại không muốn có ngày cuối tuần vui vẻ chứ? Không thể bỏ lỡ. Các vị khách đầu tiên đã đến. Vào đi. Vào đi. Và tự nhiên như ở nhà nha. Bạn có thích không? Thật tuyệt mà. Chơi thôi nào. Chúng mình hứa sẽ vui lắm đó. Bắt đầu với đập chuột nha. Sẵn sàng chưa nào? Jen và Lily đã vào chỗ của họ. Giờ hãy cố gắng đập đi nào. Ồ, khó hơn mình nghĩ nha. Nhưng vui quá đi à. Hãy chơi lần lượt đi. Cố lên các cô gái. Bạn sẽ sớm cảm nhận được nó. Nhưng họ sẽ làm mọi thứ cho du khách đến thăm công viên. Sao chúng mình không nghỉ chút và kiếm cái gì đó để ăn ta? Bạn chỉ có thể dùng tiền bìa cứng để trả cho kẹo bằng bìa cứng. Sẵn sàng trả tiền chứ? Chắc chắn rồi. Và kem của bạn đây. Thưởng thức bữa ăn cắt tông nha. Bạn nhanh chóng làm quen với các quy tắc của công viên. Ai sẽ là người may mắn giành được giải thưởng lớn ngày hôm nay nhỉ? Lấy một đồng xu và thử vận may đi nào. Sẵn sàng chưa? Làm thôi nào. Khởi động máy gấp đồ chơi. Hiểu rồi. Điện thoại ngay trên móc câu nè. Kéo nó. Cẩn thận. Cẩn thận. Đúng rồi. Chúc mừng, bạn đã thắng. Cho mình ư? Cảm ơn nha. Công viên này thật thú vị mà. Đừng cảm ơn, đây là công việc của chúng mình thôi. Được rồi các bạn ơi, lối này nè. Sẵn sàng cho cuộc thi bóng rổ chưa nào? Ném vào rổ và nhận được món quà ngọt ngào. Ai sẵn sàng để thử nào? Và Jen giành được chiến thắng đầu tiên. Nhưng Corney trượt rồi. Đừng lo lắng, bạn sẽ ném trúng vào lần sau mà. Nhưng Adam mới là nhà vô địch. Anh bạn có thể ghi bàn kể cả khi nhắm mắt. Bạn giành được hạng nhất nè. Và người chiến thắng nhận được tất cả. Của bạn đây Corney. Giải khuyến khích cho bạn nè. Mình không tham lam đâu. Giờ hãy thử đường đua nào. Sẵn sàng chưa Lily? Rồi giữ chặt nha. Là đường cong dốc. Cuộc đua này khá ấn tượng à nha. Thêm hiệu ứng 4D nào. Lily, giờ bạn đang đi qua một con lạch đó. Cứ đi thôi. Và sẽ có nhiều năng lượng hơn trên cầu trượt hồ bơi. Tuyệt vời. Mọi người đang có khoảng thời gian tuyệt vời đây. Cuộc chiến cắt tông bắt đầu. Và đây là người đầu tiên muốn chơi Angry Birds. Công trình thú vị đó. Muốn thử chứ? Mình nghĩ đây là đạn. Nạp đạn súng cao su. Nhắm. Và để chú chim bay. Yay! Làm được rồi. Thử lần thứ hai. Và chiến thắng nha. Và Lily và Jen muốn vui vẻ khi làm điều gì đó yên bình. Sân golf thu nhỏ thì sao nhỉ? Đẹp. Giờ là bạn. Thú vị quá đi. Quá tệ là đồ cắt tông rất nhanh sẽ bị hỏng. Đừng buồn mà. Lần sau chắc chắn bạn sẽ thắng thôi. Công viên giải trí tại nhà thật tuyệt vời. Cũng tốt như đồ thật vậy á. Tình bạn của chúng mình là đỉnh nhất. Điều bạn thích nhất ở công viên bìa cứng của chúng mình là gì nào? Hãy bình luận xuống phía dưới nha. Bạn thích video này không? Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn chuông thông báo nếu bạn không muốn bỏ lỡ các video mới của chúng mình. Hẹn gặp lại lần sau.